Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi hẹn hò nha. Let's go. Nếu như các bạn không biết á, thì ngày hôm nay chính là ngày thứ hai các bạn ạ. Mà bình thường nha, người ta đi chơi là người ta sẽ đi chơi vào ngày chủ nhật nè, ngày thứ bảy nè. Còn mình với Sammy tại sao lại đi chơi vào ngày thứ hai? Bởi vì là ngày thứ hai là cái ngày mà bọn mình được rảnh, và ngày thứ hai là cái ngày mà mấy bạn không có ai xem video hết, cho nên bọn mình dành ngày thứ hai ra để đi quay vlog cho các bạn xem đó. Đó, nói chung là ngày hôm nay là Sammy bao hết nha các bạn, tại tiền tôi Sammy giữ hết rồi mà. Cũng đúng. Ok. Ok 500 anh em, thì hiện tại là tôi với Sammy đã lựa chọn được một cái địa điểm đi chơi khá là thú vị mà bọn tôi đã tìm được ở trên TikTok. Thì đó chính là một cái khu vui chơi, tôi quên địa chỉ mất tiêu rồi. Nhưng mà nói chung là chỗ này chơi vui lắm. Trước khi đi chơi thì bọn mình phải kiếm cái gì đó để ăn đã, không thôi là đói bụng lắm mấy bạn ơi. Ê sao hai đứa mình xanh lẹt lét rồi. Như là... Hiện tại mình đang ở trong khu vui chơi các bạn ạ. Và trong khu vui chơi này là có sử dụng đèn màu xanh, cho nên bạn thấy mình với Sammy xanh lè xanh lét luôn. Bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau ăn no trước đã, sau đó mới đi chơi được, bạn hiểu không? Thì đây chính là một cái khu vui chơi mà bọn mình mới vừa tìm được ở trên TikTok. Thì hôm nay ở đây sẽ có rất là nhiều trò chơi rất là vui luôn. Và hôm nay tôi sẽ đưa bé Sammy của tôi đi gọi là chơi hết tất cả những trò chơi ở đây luôn. Hello. Lâu lắm rồi tôi mới dẫn Sam đi chơi đó các bạn. Thôi ăn cái sau đó là đi chơi nha các bạn nhá. Ơ Sam, có con capybara gọi là hình cái hamburger nè. Ơ mấy bạn ơi, con này hình cái hamburger đúng cái món mà tôi thích luôn. Ê, nhưng mà con này mua được không? Ôi con này là phải gọi là tích điểm mới lấy được các bạn, chắc mua được nha. Ê, tính nói tụi mình xanh lè, con này nó hồng quá ơi. Mà hai đứa mình vẫn màu xanh. Người ta thường nói là có thực thì mới vực được đạo. Trước khi đi chơi và quậy nát cái khu vui chơi này thì tôi với Sammy cần phải cung cấp thức ăn cho cơ thể để không thôi tí nữa xỉu. Hôm nay Sammy sẽ ăn, sao nhìn trên hình nó không đẹp lắm mà. Sammy sẽ ăn món cơm xúc xích. Còn tôi thì tôi sẽ ăn mì các bạn ạ. Sammy ăn xong rồi, bây giờ mì của tôi mới ra các bạn ạ. Tôi ăn mì xúc xích. Rồi giờ Sammy ngồi nhìn miệng nha. Tôi ăn bình tôi. Nói gì thôi, chứ đồ ăn ngon thì tất nhiên là phải chia sẻ cho Sammy đúng không mấy bạn. Sammy á có một cái sở thích, đó chính là Sammy rất là hay ăn ké đồ ăn của tôi. Tại vì á là Sammy rất thích thử những cái đồ ăn, mỗi thứ một ít đó các bạn. Sammy không có ăn được nhiều, nhưng mà Sammy lại rất là thích thử ăn đồ ăn của mọi người đó. Nói chung là ai có đồ ăn gì Sammy sẽ kiểu cho xin miếng ơi, cho xin miếng ơi đó, cái kiểu vậy. Xong tới nó ăn hết nguyên hộp luôn á, cho nên bây giờ tôi phải tranh thủ tôi ăn hết, không thôi tới nó Sam dành. Thôi giỡn thôi các bạn. Rồi ăn xong rồi, bây giờ đi quậy nét khu vui chơi thôi. Như các bạn đang thấy sau lưng tôi đây, các bạn nhìn đi, một anh chàng cơ bắp 6 múi. Thật ra tôi cũng có 6 múi, nhưng mà chẳng qua nó dồn lại thành một múi rồi. Hôm nay á là tôi sẽ cho các bạn coi cú đấm của ông cận mạnh đến cỡ nào. Ok, các bạn chuẩn bị coi nha. Đây chính là chiếc thẻ quyền năng, quẹt cái thẻ này là chơi được. Một 1732 điểm. Tôi muốn đấm. Sammy muốn đấm thử không? Ok, bây giờ sẽ tới lượt nóc nhà của tôi đấm nha các bạn. Anh em nhìn cái đoạn này nè, Sammy nhúng nhúng nhìn dễ thương thật sự luôn. Anh em nhìn bả như em bé vậy, bé tí tẹo à, nhưng mà rất là giang hồ nha. Ôi ơi, ơi là 1444 điểm. Wow. Ok các bạn ạ, và trò tiếp theo mình với Sammy sẽ chơi thử đó chính là trò gấp thú bông. À không, gấp bánh mới đúng, phải là thú bông. Nhưng mà rất là đặc biệt ở chỗ là cái game này không phải là mình dùng cái máy mình gấp đâu, mà sẽ là Sammy sẽ là người bơi xuống để gấp. Đây, một đống bánh đằng sau lưng luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ thì Sammy sẽ phải nằm vô trong cái ống này nè các bạn. Sau đó là Sammy sẽ được dẫn vào đây, và mình sẽ là người điều khiển Sam để có thể lượm mấy cái bánh này. Đó, vui rồi nha. Nằm xuống luôn á Sam. Nằm xuống luôn á. Rồi ok, Sammy sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi sẵn nha. Chuẩn bị nha. Từ từ. Đã xuống nè. Gom đi Sam, gom đi, gom đi, gom, 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 gom.
Nếu như bạn không để ý thì nãy có một cái pha tôi làm Sam đụng đầu với cái tường. Và đây chính là tất cả số bánh mà Sammy đã gom được. Gom được thêm hai con ếch nè, đem về tặng tặng Sim con đi. Mình tặng Sim con. Ui, lắc lắc lên nó sáng lên nè. Rồi Sammy gom được bao nhiêu bánh rồi? Tám, 19 bịch bánh, hai con ếch, 19 bịch bánh và hai con ếch nha. Wow. Oh my god, anh em ơi, tổng số bánh mà mình và Sammy đã kiếm được trong ngày hôm nay là 19 bịch bánh nha. Chơi cái trò này kiếm được 19 bịch bánh luôn, hơi bị lời luôn á. Kỳ này là về chia cho mọi người trong Hero Team ăn no bụng luôn á. Cộng thêm hai con ếch nữa. quá đã. Ok các bạn, và trò chơi tiếp theo mà mình và Sammy sẽ chơi tại khu vui chơi này đó chính là... Cái trò này á, bạn chơi rất là đơn giản thôi. Là Sammy sẽ đứng vào trong cái ô này nè. Và Sammy sẽ phải né cái màu đỏ ra. Sammy mà đạp trúng cái màu đỏ là sẽ bị trừ điểm. Và nhiệm vụ của Sam là phải đạp vô những cái màu xanh dương để được cộng điểm nha các bạn nha. Trúng màu đỏ là bị trừ điểm liền. Và người chơi đầu tiên sẽ là Sammy. Ready, go. Đạp vô màu xanh để lấy điểm. Nhanh, đạp vô. Không được đạp vô ô đỏ nha. Rồi, đạp vô ô đỏ, còn tiên rồi đó. Nhanh. Sammy cẩn thận nha, coi chừng đạp vô ô đỏ đó. Hồi nãy là Sam đạp trúng ô đỏ rồi đó. Đạp em nhanh. Lụm, nhanh. Đúng rồi, rồi từ từ nha. Coi chừng bị mất một tim nữa đó. Sammy mất hai tim rồi nha. Rồi, còn hai ô xanh nữa thôi, được rồi. Rồi, nhanh lên. Hay quá, rồi đã qua một màn. Rồi Sammy đã mất 3 tim. Bởi vì Sammy đã đạp trúng màu đỏ rồi. Cẩn thận nè. Đúng rồi. Coi chừng nha, từ thôi. Ôi, cái chân kia. Ui, rồi xong, mất thêm tim nữa rồi. Một ô nữa. Hay quá. Rồi, Sammy chỉ còn một tim thôi các bạn ơi. Cái này khó nè. xem té. Con giữ chạy chứ con giữ chạy. Rồi thua luôn. Và tổng số điểm của Sam đạt được đó chính là 40 điểm. 40 điểm nha bạn. Để coi Phong sẽ được bao nhiêu điểm đây. Ready, go. Ủa Phong chân dài lợi quá mấy bạn ơi. Tôi chân ngắn sao thắng được trời. Còn một cái cuối cùng. Hai cái, à một cái hả? Rồi. Hết quá nhở. U, đụng qua ghe, đụng rồi, liều. Đụng rồi. Ông còn 3 tim thôi. Cái này mình phải bình tĩnh các bạn ạ. Nói cho nghe nha. Cho cái sọt. Yes. Thôi quá nhỏ. Thế nào cũng thua thôi. Ui, ông làm cái gì vậy? Còn hai tim. Thua đi. Ê, cái tay nhờ cái gì ông nội? Ủa, còn một tim. Ê, tôi chọn ra cái thua luôn nè. Còn một tim mà. Ủa, thua rồi. Tổng số điểm của Phong là 40 điểm luôn nha bạn nha, bằng Sam luôn trời. Quá lắm rồi, cũng bằng tôi à. Thôi bây giờ là hai đứa mình chơi chung một trận nè, để coi là sao nè. Sống rồi. Ready, go. Ôi, trời ơi. Mất thêm mạng nữa rồi. Vô. Còn hai mạng. Thất bại rồi, làm lại đi. Lại một lần nữa nha. Bây giờ là sao mình chú này, sao mình chú này. Ôi, trừ 1 điểm rồi kìa. Trời ơi. Ôi, trừ 1 điểm thôi. Ôi, rồi, 3 điểm luôn á. Ui.
Mệt quá bạn ơi. Chơi xong giờ vô hai đứa ngồi thở như thở như trâu. Thở như thở là cái gì? Sammy à, bây giờ hai đứa mình sẽ thi đấu cái trò này. Ai thua người đó sẽ phải bao tiền nước. Ok. Ok à, chịu nha. Đây sẽ là trận chiến cực kỳ căng thẳng giữa Phong Cận TV và Sammy. Vô. Người nào đạt được 3 điểm trước người đó thắng nha. Nam để tay lên, để che cái tay xuống, chuyển tay xuống, chuyển tay xuống rồi. Sao? Bạn đã chấp nhận thua cuộc chưa? Em thôi. Hên rồi hả? Bạn phải bao mình nước đó nha. Để coi coi có nước gì đắt đắt tiền không? Ví dụ chai nước ngọt mà trị giá 100 triệu chẳng hạn. Ui, mấy bạn ơi, ở chỗ này nó có một cái trò là chúng ta sẽ trúng được những cái móc khóa này nè. Nhiệm vụ chúng ta phải bấm những cái nút này cho cái kia nó thập xuống. Nó thập xuống nó sẽ rớt con gấu bông xuống. À, chơi này được nha. Tôi sẽ chơi cái trò này để tôi lấy con gấu bông này tặng cho Sammy. Sam thích con nào? Con màu hồng. Con màu hồng đúng không? Ôi, còn xíu nữa à. Còn chút xíu nữa thôi luôn các bạn. Lần nữa nè. Gần trúng rồi. Trời ơi, còn chút xíu nữa thôi á. Tôi nhất định phải tặng quà cho Sammy con này. Trúng rồi nha. Trúng không? Yeah. Ồ, trúng được rồi kìa. Hay quá vậy. Wow. Mình đã trúng được con này để làm quà cho Sammy nha các bạn. Wow. Yes. Quà cho Sam. Em nó hồng này dễ thương quá vậy nè. Tôi thấy cái trò này khá là dễ chơi cho nên tôi sẽ trúng thêm hai con nữa. Một con tặng cho Kyron, một con tặng cho Simi nha. Ê được không vậy? Được. Ở kìa con thỏ kìa. Trời ơi, còn một chút xíu thôi à. Ui, sao mà còn có chút xíu nữa là được vậy? Tặng cho Kyron khó lắm thôi, tôi nói thật. Thôi tặng tôi là duyên rồi. Kệ, làm tiếp. Trời ơi, vì Caron dữ luôn hả? Sao tẹn còn xíu rồi, dính không vậy trời? Sắp hết tiền rồi đó, sắp hết tiền rồi. Vì Caron mà quá rồi đó. Thôi, được rồi. Hết tiền rồi. Chút chưa. Ui. Còn chút xíu rồi á. Nó đụng vô rồi kìa, nó đụng vô nhưng mà nó không xuống. Rồi, trúng rồi. Vì Caron dữ vậy luôn hả? Caron à, nếu như bạn có xem được video này, hãy bấm like cho mình nha. Tặng cái Caron. Còn con nữa cho mẹ Simi, tôi sẽ thử thêm 3 lần nữa nha. Coi coi có trúng được cho mẹ Simi không nha. Thôi để tôi muốn thử coi. Sao muốn thử hả? Thử thôi. Okay. Rồi tới lượt Sammy nè, Sammy sẽ gấp cho Simi nha. Sim chắc là con thọ, con gì đó nhỉ? Con nào cũng được, con nào dễ thương, con gấu xanh lá cây kìa, Sam thấy không? Con gấu xanh lá cây kìa. Canh nha, canh kỹ nha. Con xanh lá cây đúng không? Ừ. Con này nè. Ừ, bấm đi. Nhanh quá vậy, từ từ thôi. Ôi, bên này, à quá, tôi nhìn đây. Hiểu rồi. Gần trúng rồi. Cố lên. Ủa sao nó cứ dừng nó hoài vậy? Sam bấm nhanh quá, Sam phải chờ xíu nữa phải không? Xíu nữa, cố lên. Nó đang giữa không à. Không lần trước hay lần sau, quá tiếc. Gần trúng rồi, cố lên. Thôi Sam ra để Phong làm cho. Ê, không đụng được luôn á, không đụng. Sam chơi thua mà, để Phong làm cho. Để Phong làm cho. Sao cũng thể làm được trò này ta? Ủa. Trời ơi, một phát luôn á trời. Yeah. Wow mấy bạn à, vậy là mình đã trúng được tổng cộng là 3 con. Con cho Sim, con cho Sam và con... Gì má con? Nhằm, con cho Sam, con cho Kai và con cho Sim nha. Đó. Tôi thấy còn mấy con dễ thương quá nè, hay à. Thôi, được rồi. Cho 3 lần nữa thôi. Trời 3 lần ơi, thôi trời. Nha. 3 lần thôi.
Nó tiền rồi. Hết tiền luôn rồi. Sao tôi làm tôi lấy được cho Sim Sam với Kai mà tôi không lấy được con nào cho tôi vậy? Hết tiền rồi. Và sau khi mà bọn mình đã cùng nhau đi ăn xong rồi và đi chơi xong thì bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau đi tô tượng nha. Và đây chính là cái tượng mà mình đã chọn nè. Cái tượng thì có thể gọi là ghép vô thành đôi đó. Mình sẽ tô một con và Sam sẽ tô một con nha. Sao tôi tô một hồi xong nhìn cái con của tôi nó giống như nó đang bị ghẻ đó các bạn. Nhìn nó giống như bị ghẻ đó. Nhìn nó không đẹp chút nào. Nhìn nó có giống bị ghẻ không mấy bạn? Trời ơi là trời. Lem, nó lem màu tùm lum bên này. Mình không thể nào làm cho nó đều màu được hết trơn á. Ê Sam ơi, cái con của Sam sao rồi cho Phong coi coi. Sao nhìn sao nhìn nó kinh dị quá vậy? Chưa xong. Nhìn nó kinh dị. Chưa xong mà. Rồi không sao cả. Cả hai con nào cũng giống bị ghẻ hết trơn á. Của sao đẹp hơn ạ? À? Ok anh em ơi, và hiện tại bây giờ mình với Sammy vừa mới tô xong rồi đây. Thì đây chính là thành quả của bọn mình. Là nhìn nó cũng không được đẹp lắm nhưng mà bọn mình hết sức, cố gắng hết sức rồi các bạn ạ. À. Đó, con của Sam nào. Đây, đây là con của Sam, còn đây là con của tôi nha các bạn. Ủa mà sao con của Sam nhìn nó không có con mắt gì vậy? À, nó có nhưng mà nó nhỏ hả? Đây là Cam. Đó, ok. Đó, con của Phong nhìn giống bị ghẻ các bạn ơi. Đấy, và ở bên đây nè các bạn nhìn nè, đấy. Tôi có vẽ một cái hình trái tim, có thêm chữ S ở bên trong. Đó, đó chính là Simmy nha các bạn. Sammy, nó giỡn thôi. Là Sammy nha các bạn. Ở phía trên mình có ghi thêm ngày tháng năm sinh của Sam nè, 4 tháng 3 nè. Ở bên dưới đây thì mình có ghi thêm kỷ niệm của bọn mình, đó chính là ngày bọn mình gặp nhau, ngày 17 tháng 2. Đó, ok, thì đây đứa này của bọn mình. Hai con này ghép lại với nhau sẽ thành một đôi như thế này nè các bạn. Đó, dễ thương không? Ok các bạn ạ, thì nói chung là cái buổi đi tô tượng ngày hôm nay cũng chính là cái buổi để kết thúc nguyên một cái buổi đi chơi ngày hôm nay của mình và Sammy đó. Thì đây, thành quả của hai đứa mình. Hai con mèo nhìn như bị ghẻ vậy. Mình đẹp lắm luôn á, thì trong đó tôi ghẻ nhìn nè. Ờ, của Sam đẹp, còn của Phong là bị ghẻ, ok. Đó, thì mấy bạn có cảm thấy thích vlog này không? Nếu như thấy thích thì đừng quên nhớ nút like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình và Sammy nha. Và cũng đừng quên hãy có bên kênh của Sammy đăng ký ủng hộ cho Sammy nữa nha. Còn bây giờ thì mình thấy rằng video nó cũng rất là dài rồi. Từ sáng đến giờ cũng đi chơi khá là nhiều rồi. Nên là bây giờ bọn mình sẽ kết thúc vlog tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở những vlog lần sau nha. Bye bye, see you again.